Tay ta có võ, đầu ta có trí, quyết đem dũng khí giết giặc trừ gian, yêu ma quỷ quái chẳng sợ gian nan, giành lại cho dân ấm no hạnh phúc. Chẳng sĩ đi đâu, việc gì lớn thế, đi có một mình, hồ ấp thì linh, nó bò chết đấy. Ta không sợ chết, hổ dữ hung hăng, ta quyết đương đầu giết loài thú ác. Nay vui đến đây, quý dùng hiểm trở làm mồi cho ta. Chém một nhát đầu lìa khỏi thân. Thank you.
Lạ thay cái giống vịt, chỉ biết sinh mà chẳng biết nuôi. Này bà con ơi, sao vợ chồng tôi tinh nghề ấp vịt, khi trứng nở thì đầy một lò chật. Lúc ăn no thì tôi lại rít vào lòng, từ lâu cắt cử nhau trông nghề ngóng là phải trông nom cái loài lẻ khác với bà con ạ. Bà nó đâu rồi? Tôi đây. Thế bà có ra trông coi cái đàn vịt đi chứ? Bảo ơi, mau đâu? Này ông, gì đây? Đàn vịt nhà mình dạo này nó cứ béo múp, béo míp ra đây ông nhỉ? Biết rồi. Này, thế bây giờ bà trông ở bên này, còn tôi trông bên kia bà nhá. Vâng. Ông này, ông phải cẩn thận, không cáo nó ra bắt vịt nhà mình đấy ông à. Được rồi. Bà cứ yên tâm trông bên này, còn tôi sang trông bên kia. Bà con ơi, cáo ra bắt vịt nhà tôi bà con ơi. Ông ơi, ông phải cẩn thận, không cáo nó lại ra nữa đâu hả? Ôi kìa, cáo ra kìa bà, nó lại ra. Chạy, nó trèo lên cây kìa. Ôi kìa ông ơi, mới có một con vịt nó tách ra khỏi đàn rồi ông kìa. Ôi, thế là nó bắt mất con vịt của nhà mình rồi. Bà ơi, thôi ta lùa đàn vịt về đi. Vâng, có thể nó bắt hết mất. Thôi ta lùa đàn vịt về đi ông nhá. Thank you.
hết lửa bụng nước. Tát nhiều xong ướt hết cả người. Tát nhiều xong ướt hết sạch người.